Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chú vịt đội nón cute như thế này. Thì chúng ta cần chuẩn bị len miêu cốt tông các bạn sử dụng màu vàng, màu trắng, màu vàng và màu trắng và một ít màu cam nữa nhé các bạn. Để mình làm phần miệng và phần chân của vịt. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị kéo kim khâu len. Ở đây mình sử dụng kim móc 2.5 và một số dụng cụ cần thiết như là bông bi, mắt thú. Ở đây mình sử dụng mắt 4mm. Chúng ta bắt đầu nhé. Ở phần thân, các bạn sử dụng len màu vàng. Ở hàng thứ nhất, các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật bao gồm 8 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy và tám. Các bạn rút len. Ở hàng thứ hai, các bạn tăng mũi cho mình. Tổng cộng chúng ta có 8 mũi tăng. Mũi tăng đầu tiên. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Các bạn làm tương tự như vậy cho tới hết hàng. Kết thúc hàng thứ hai, chúng ta có tổng cộng 16 mũi. Ở hàng thứ 3, chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, chân móc thứ 2 một mũi tăng ạ. Một đơn và một tăng, các bạn lặp lại tương tự cho tới hết hàng. Cứ một mũi đơn và một mũi tăng. Chúng ta có tổng cộng 8 lần như vậy ạ. Mình đã móc tới cuối hàng thứ 3. Tổng cộng chúng ta có 24 mũi. Ở hàng thứ 4, mỗi chân móc, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chúng ta có 24 mũi móc đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng thứ 4. Ở hàng thứ 5, chúng ta tiếp tục tăng mũi. Hai chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi tăng. Các bạn lặp lại tương tự hai đơn và một tăng cho đến hết hàng nhé. 1, 2, một mũi tăng. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Sau khi kết thúc hàng thứ 5, chúng ta có tổng cộng 32 mũi. Ở hàng thứ 6 tới hàng thứ 10, mỗi chân móc các bạn móc một mũi móc đơn. Hàng thứ 6 tới hàng thứ 10 nha các bạn. Chúng ta có tổng cộng 5 hàng như vậy. Mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 10. Mình đã móc tới cuối hàng thứ 10. Ở hàng thứ 11, chúng ta tiếp tục tăng mũi. Ba chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình mỗi chân móc một mũi móc đơn. Tiếp đến là một mũi tăng. Các bạn lặp lại tương tự cùng ba đơn một tăng cho tới hết hàng. Mình đã móc tới hết hàng thứ 11. Ở hàng thứ 12 đến hàng thứ 14, các bạn móc mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mỗi hàng chúng ta có tổng cộng 40 mũi móc đơn. Các bạn móc 3 hàng liên tục như vậy. Từ 12 đến 14, mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng 12. Xin lỗi các bạn, mình nói nhầm. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng 14. Và mình đã móc tới cuối hàng 14 này. Thì ở hàng 15, chúng ta tiếp tục tăng mũi. Ở 4 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc 1 mũi móc đơn. Ở chân móc tiếp theo, các bạn tăng mũi. Các bạn lặp lại cùng 4 đơn và 1 tăng cho tới hết hàng. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng 15. Kết thúc hàng 15, chúng ta có tổng cộng 48 mũi.
Ở hàng 16, mỗi chân móc các bạn móc một mũi móc đơn. Chúng ta có tổng cộng 48 mũi đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Mình đã móc tới hết hàng 16. Từ hàng 17, chúng ta không tăng mũi nữa. Chúng ta bắt đầu giảm mũi. Ở hai chân móc đầu tiên, mỗi chân móc các bạn móc một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi giảm. Ở 4 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc các bạn móc một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi giảm. Các bạn lặp lại cùng 4 đơn và một giảm 5 lần ạ. Xin lỗi các bạn, chúng ta lặp lại cùng 4 đơn và một giảm 7 lần ạ. Và sau khi lặp lại 7 lần thì chúng ta còn hai chân móc cuối cùng. Móc vào đây mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ở hàng 18, chúng ta tiếp tục giảm mũi. Ba chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi giảm. Các bạn lặp lại tương tự 3 đơn và 1 giảm cho tới hết hàng ạ. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Sau khi lặp lại cùng 3 đơn và 1 giảm 8 lần, chúng ta kết thúc hàng thứ 18. Ở hàng 19, chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi giảm. Ở hai chân móc kế tiếp, các bạn móc mỗi chân móc một mũi móc đơn. Tiếp theo một mũi giảm. Các bạn lặp lại cùng 2 đơn và 1 giảm 7 lần ạ. Sau khi lặp lại cùng 2 đơn và 1 giảm 7 lần, chúng ta còn một chân móc cuối cùng. Móc vào đây một mũi móc đơn. Ở hàng 20, chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi giảm. Các bạn lặp lại tương tự 1 đơn và 1 giảm cho đến hết hàng nhé. Sau khi các bạn lặp lại cùng 1 đơn và 1 giảm 8 lần, chúng ta kết thúc hàng thứ 20. Chúng ta dừng tại đây để gắn mắt và nhồi bông. Sau đó chúng ta tiếp tục móc lên hàng 21. Chúng ta gắn mắt ở giữa hàng 10 và 11, mỗi mắt cách nhau tầm 5 đến 6 mũi. Và chúng ta nhồi bông vào. Sau đó chúng ta tiếp tục móc lên hàng 21. Ở hàng 21 chúng ta móc 8 mũi giảm liên tục. Các bạn móc cạnh ngoài này giảm liên tục, các bạn móc cạnh ngoài của mũi móc mũi giảm đầu tiên. Mũi giảm thứ hai, các bạn móc liên tục như vậy 8 mũi giảm cho mình. Sau khi móc 8 mũi giảm, các bạn trượt mũi và cắt len. Sau đó các bạn dùng kim khâu len khâu khít phần thân lại. Như vậy là chúng ta xong phần thân. Tiếp tục chúng ta móc phần cánh. Ở phần cánh thì các bạn tiếp tục sử dụng len màu vàng. Ở hàng thứ nhất, các bạn móc cho mình 5 mũi đơn, tạo vòng tròn ma thuật. Lên cho mình 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Các bạn rút len. Ở hàng thứ hai, các bạn móc cho mình mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chúng ta có tổng cộng 5 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Kết thúc hàng thứ hai. Ở hàng thứ ba, chúng ta móc 5 mũi tăng. Ở 5 chân móc, mũi tăng đầu tiên, mũi tăng thứ hai, mũi tăng thứ ba,
mũi tăng thứ tư và mũi tăng thứ năm. Ở hàng thứ tư, các bạn móc mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chúng ta có tổng cộng 10 mũi móc đơn ở hàng này. 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Các bạn trượt mũi và cắt len, trừ ra một đoạn len dài để mình may vào phần thân của gà. Sau đó các bạn làm tương tự với một cánh gà còn lại nhé, giống như cái cánh này. Ở phần miệng của gà, các bạn lên cho mình 4 mũi bính. 1, 2, 3 và 4. Móc từ chân thứ 2, tính từ chân móc, tính từ kim móc, góc vào đây 1 mũi móc đơn. Tiếp theo 1 mũi móc đơn. Ở chân cuối cùng, các bạn móc 3 mũi móc đơn chung chân. Quay qua mặt phía bên này, các bạn móc vào đây, chân móc đầu này 1 mũi móc đơn. Tiếp theo là 1 mũi móc đơn ở chân móc kế tiếp theo. Ở chân móc cuối cùng, các bạn móc vào đây 2 mũi móc đơn. Các bạn trượt mũi vào chân đầu tiên và cắt len. Sau đó các bạn dùng keo nến, chúng ta dán vào giữa hai mắt như thế này. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng vòng tròn ma thuật để làm miệng như thế này ạ. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật, móc vào đây cho mình 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn rút len và trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Chúng ta cắt len. Chúng ta cũng có thể làm miệng như thế này nhé. Các bạn sử dụng cách nào cũng được. Ở phần chân, các bạn tiếp tục sử dụng len màu cam. Tạo cho mình vòng tròn ma thuật bao gồm 6 mũi móc đơn. Các bạn rút len. Ở hàng thứ hai, các bạn tăng mũi hai chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2. Tiếp theo là một mũi tăng. Ở hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Và chân móc cuối cùng này, các bạn tăng mũi. Kết thúc hàng thứ hai, chúng ta tổng cộng có 8 mũi. Ở hàng thứ 3, chúng ta giảm mũi. Hai chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Tiếp tục là một mũi giảm. Hai đơn và một giảm. Tiếp theo là hai mũi đơn và một mũi giảm. Chúng ta trượt mũi và cắt len, trừ ra một đoạn len dài để chúng ta khâu vào phần thân. Các bạn làm tương tự với chân còn lại. Ở phần nón, các bạn sử dụng len màu trắng. Các bạn lên cho mình 14 bính. Chúng ta móc vào chân thứ hai, tính từ kim móc. Các bạn móc vào đây 12 mũi móc đơn ở 12 chân. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 và 12. Còn một chân cuối cùng này các bạn móc vào đây. 3 mũi móc đơn chung chân này luôn. Chúng ta quay sang móc phần bên ở 11 chân móc kế tiếp, các bạn móc mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 này. 2 4 5. Các bạn móc tương tự như vậy, 11 mũi. 6 7 8 9 10 và 11. Ở chân móc cuối cùng các bạn móc vào đây một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ nhất. Ở hàng thứ hai, chân móc đầu tiên các bạn móc một mũi tăng. Tiếp tục 11 mũi móc đơn ở 11 chân kế tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Tiếp theo là một mũi tăng. Chân móc tiếp theo một mũi đơn. Chân móc tiếp một mũi tăng. Ở 11 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Tiếp theo là một mũi tăng. Ở chân móc cuối cùng các bạn móc vào đây một mũi móc đơn. Ở hàng thứ ba, chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai một mũi tăng. Tiếp tục 11 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Ở chân móc tiếp theo các bạn móc một mũi tăng. Ở 3 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc các bạn móc một mũi móc đơn. 1 2 3. Tiếp theo là một mũi tăng. Ở 11 chân móc kế tiếp, các bạn móc cho mình mỗi chân móc một mũi móc đơn. 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Tiếp theo là một mũi tăng. Hai chân móc cuối cùng móc vào đây, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chúng ta trượt mũi và cắt len. Các bạn trừ lại một đoạn len dài để mình khâu với phần viền mũ. Mình tiếp tục sử dụng len màu trắng để móc phần viền. Các bạn lên cho mình 22 bính. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 bính. Các bạn móc từ chân móc thứ 3 tính từ kim móc. Các bạn móc mỗi chân móc là một mũi móc kép. Tổng cộng chúng ta có 20 mũi móc kép. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng. Sau khi móc tới cuối hàng, các bạn quay ngược phần viền lại. Sau đó các bạn móc vào chân móc thứ 3. Vào chân móc thứ 3 nha các bạn. 6 mũi móc kép vào chân móc này. 2 3 4 5 và 6. Sau đó các bạn trượt mũi cách một mũi, trượt mũi vào chân móc thứ 2 này. Chúng ta cách ra một mũi nhé. Sau đó tiếp tục các bạn lại móc 6 mũi móc kép vào chân móc thứ 3. Chúng ta lại cách 2 mũi ra nhé. Bỏ 2 mũi, chúng ta móc vào chân móc này 6 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 và 6 mũi. Tiếp tục chúng ta bỏ ra qua một mũi và trượt mũi vào chân kế tiếp. Chúng ta lại tiếp tục bỏ qua 2 mũi và móc 6 mũi móc kép vào chân móc thứ 3. 1 2 3 4 5 và 6. Tiếp tục bỏ qua một chân móc, trượt mũi vào chân móc kế tiếp. Tiếp tục bỏ qua hai chân móc và móc vào chân thứ 3, 6 mũi móc kép. 3 4 5 và 6 mũi. Tiếp tục bỏ qua một mũi và trượt mũi vào chân móc cuối cùng. Chúng ta xong phần viền của mũ. Sau đó chúng ta cắt len, trừ ra một đoạn len dài để làm mình làm phần quai mũ nhé các bạn. Sau đó các bạn dùng kim khâu len, các bạn khâu hai phần này lại với nhau, phần viền mũ và phần mũ này khâu lại với nhau như thế này. Các bạn dùng kim khâu len, các bạn khâu cái viền mũ và cái mũ lại với nhau, khâu từng mũi này như thế này nhé các bạn. Các bạn làm cứ làm tương tự như vậy cho tới hết hàng luôn. Sau khi các bạn ghép nối phần viền và phần mũ lại với nhau thì các bạn dùng ghim chúng ta cố định lại các phần, các bộ phận. Sau đó dùng kim khâu len hoặc dùng keo nến dán các bộ phận lại với phần thân. Sau khi các bạn cố định các bộ phận lại với nhau thì các bạn được một chú vịt đội nón như thế này. Chúc các bạn thành công nhé. Có gì thắc mắc các bạn cứ để lại bình luận phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhé.